Xin kính chào các bạn. Mình xin giới thiệu với các bạn chiếc đồng hồ của hãng Saint Morin, một trong những hãng thuộc Hồng Kông, Anh Quốc. Hồng Kông nhưng thuộc Anh Quốc nhé, tức là thực ra nó là thuộc Vương quốc Anh. Đấy. Đây là chiếc đồng hồ Zeus. Chiếc đồng hồ Zeus này được sản xuất cách đây khoảng 30 năm rồi anh em ạ. Nó được lắp dựa trên các linh kiện sản xuất tại Thụy Sĩ và lắp ráp tại Saint Marin của Hồng Kông, Anh Quốc. Chiếc đồng hồ này thì thân mạ vàng 18 carat. Kính cong lồi. Đặc biệt là ta sẽ nhìn thấy rằng là tại 12 điểm chỉ giờ thì có tên của 12 tông đồ. Peter này ở góc 12 giờ. Thaddeus 1 giờ, Judas. Mình thì không thuộc Thiên Chúa giáo nên mình không thuộc Kitô giáo nên là mình cũng không nắm rõ lắm. Nhưng mình chỉ biết được rằng là có biết được sơ qua Judas thì là tông đồ phản bội thì phải. Đấy. Nên là sau này người Việt Nam chúng ta có cái từ Judãng. Đấy. John ở 11 giờ, mình cũng nghe nói được là trong Kitô giáo hình như là John là được tông đồ được Chúa sủng mến nhất. Đấy. Philip góc 9 giờ. Thomas 8 giờ. Đấy. Ngoài cái đặc trưng là 12 cái giờ cung giờ này là 12 tông đồ chân truyền của ông Giêsu. Đấy. Thì còn có các điểm chỉ giờ cũng là số La Mã nữa, và đặc điểm là tất cả những cái này đều là khắc nổi, mạ vàng khắc nổi. Đấy. Người ta làm rất chi là kỳ công chứ không phải là chỉ vẽ viết lên đâu, mà là khắc dập nổi, dập nổi xong lại còn gì nhỉ, mạ vàng trên những cái số đó, cái chữ đó. Đấy. Tiếp theo nữa là trên phía góc 12 giờ thì có hình của ông Giêsu. Cái đồng hồ này theo mình tìm hiểu được là được sản xuất khoảng cuối năm 80 đến khoảng những đầu năm 1990 để chuẩn bị cho việc kỷ niệm 2000 năm ngày sinh của ông Giêsu. Đấy. Đồng hồ rất là đẹp. Không có chiếc thứ hai. Mình đã tra tìm kiếm rồi. Thì nói thật là hiếm lắm, gần như là không có. Đấy, và để đẹp như chiếc như thế này, chiếc Saint Morin mà đẹp như thế này thì là sau 30 năm thì cũng là hiếm, rất hiếm. Chiếc đồng hồ thì cỡ khoảng 33 mm. Đấy, dành cho các Kitô hữu cả nam lẫn nữ. Nhưng mà trước đây khi mới sản xuất thì thường dành cho một số chức vụ trong trong cái gọi là nhà thờ, ví dụ như trong nhà thờ, trong giáo hội đấy. Đấy. Nó cũng mang những hàm ý, một là đức tin vào Đức Chúa Giêsu, thứ hai là mong cầu cái phước lành, đuổi bệnh tật, đuổi tai ách. Đấy. Rồi thì nó còn có một ý nghĩa khác là đuổi tà ma. Đấy. Ma quỷ. Đây, chiếc đồng hồ đây. Rất chia là đẹp và đặc biệt độc nữa. Mình nói là đặc biệt đẹp độc, rất nhiều ý nghĩa trong chiếc đồng hồ này. Đây là chiếc đồng hồ chạm máy quắc nhá, của Thụy Sĩ. Linh kiện và mọi thứ là của Thụy Sĩ lắp ráp tại Hồng Kông, tại cái tập đoàn sản xuất đồng hồ Saint Morin. Và chiếc này lấy tên là Zeus.
hoặc là Jisoo.